chương trình Giờ Kinh Tối Gia Đình. Hôm nay thứ sáu, cùng với giáo xứ, chúng ta cầu nguyện cho những người đau khổ và bệnh tật. Xin mời đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xét mình và thống hối tội lỗi. Lạy Chúa, Chúa là Đấng tròn tốt tròn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời chịu nan chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phán nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa. Thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cái và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa diệt tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng để lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu đến địa hạt xứ Giu-đê-a và miền bên kia sông Giô-đan. Dân chúng lại tụ họp bên Người và Người lại dạy dỗ họ như thường lệ. Những người biệt phái đến gần và hỏi thử Người rằng: người ta có được phép ly dị vợ mình chăng? Người đáp: Mô-sê đã truyền cho các ông thế nào? Họ thưa: Mô-sê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: chính vì sự cứng lòng của các ông mà Mô-sê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó, người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Vì thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục.
Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly? Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điểm đó. Và người bảo các ông, ai bỏ vợ mình mà lấy vợ khác thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng mà lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Suy niệm: lời Chúa nơi trang Tin Mừng hôm nay như một đòi hỏi mang tính cương quyết của Chúa Giêsu về tính chung thủy trong hôn nhân. Với ý hướng này, trong sách Giáo lý Công giáo số 1601 đã nói: do giao ước hôn nhân, một người nam và một người nữ tạo thành một sự hiệp thông trọn cả cuộc sống. Từ bản chất, giao ước ấy hướng về lợi ích của đôi bạn, cũng như đến việc sinh sản và giáo dục con cái. Chúa Kitô đã nâng giao ước hôn nhân giữa hai người đã được rửa tội lên hàng bí tích. Bởi lẽ, chính Chúa Kitô đã đi bước trước, nêu gương cho họ trong sự vâng phục Chúa Cha, bằng một tình yêu biết từ bỏ chính mình, hiến mạng vì người mình yêu, sẵn sàng hy sinh và tha thứ đến cùng, để hướng về ơn cứu độ nhân loại. Ngày nay, trước tình trạng các gia đình trẻ gặp nhiều vấn nạn đau thương, Giáo hội tha thiết mời gọi mỗi gia đình tái khám phá cảm thức cách thiêng liêng của bí tích hôn phối như quà tặng cao quý Thiên Chúa ban, thúc đẩy họ hướng về nền tảng đức tin của hôn nhân là tình yêu ba ngôi Thiên Chúa, giúp họ vững vàng tiến bước trong ơn gọi gia đình của mình. Lạy Chúa Giêsu, xin ban ân sủng xuống trên các gia đình trẻ, giúp họ ý thức hơn trong đời sống đức tin, cùng với một tâm hồn đại lượng, để cùng nhau vun đắp tổ ấm vững bền. Amen. Ngắm mầu nhiệm năm sự thương. Thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời
Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi xa hoa ngục. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con còn trao e và ở chốn khách đầy. Kêu đến cùng bà, chúng con ở nơi khóc lóc, than thở kêu khẩn bà thương. Hỡi ơi, bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đêm sau cõi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Một tràng hoa mẫn môi. Xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành
và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa, xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Chúng con trong cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức nữ đồng trinh hiền vinh sáng lang, lạy Chúa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy đất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thanh cực tình rân thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Lạy các thánh từ đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.